Mời mọi người xem tiếp tập 122, tập mới nhất của bộ truyện Toàn cầu băng phong, ta chế tạo phòng an toàn tại tận thế. Bắt đầu câu chuyện, lúc này Trương Dịch di chuyển xuống dưới phòng tập dưới lòng đất, cậu di chuyển ra sân luyện tập dưới lòng đất của sở tránh nạn. Cậu lấy điện thoại ra kiểm tra tình hình, Trương Dịch khá là đắc ý với kế hoạch của mình, không ngoài dự đoán. Sau đó tin tức của Lục Phong đạt lập tức được gửi đi, cũng đã bị đồng tin rác rưởi của mình chôn vùi, không có chút sóng gió nào. Trương Dịch liền bỏ chiếc điện thoại xuống, anh cầm chiếc cung lên, anh tự nói với bản thân, nếu như có người có thể tìm được sự thật từ trong đống tin tức giả này, thì nhất định không phải là một tổ chức bình thường, hoặc có lẽ bọn họ có cao thủ máy tính. Trương Dịch liền di chuyển ra nơi có bia bắn, cậu lấy mũi tên từ phía sau lưng ra, cậu dương cung lên chỉnh hướng bắn. Trương Dịch bây giờ tập trung cao độ nhắm bắn vào mục tiêu. Sau khi nhắm thật chuẩn mục tiêu, Trương Dịch liền dứt khoát bắn, mũi tên bay đến mục tiêu với một vận tốc cực nhanh mũi tên bay cực nhanh đâm thẳng vào giữa tâm bia bắn uy lực mạnh mẽ tốc độ nhanh chóng thật là tuyệt vời trương dịch nhếch môi mỉm cười tự tán dương bản thân chính giữa bia tâm trương dịch cầm cây cung phát ra một màng ánh sáng được bao bọc xung quanh cây cung anh suy ngẫm đã nửa tháng trôi qua dị năng sau khi thức tỉnh cộng thêm vũ khí và đạo cụ phi hành trình độ bắn và uy lực cùng mạnh hơn gấp mấy lần chiêu này gọi là bắn chuẩn còn có thể gọi là bách bắn bách chúng Trương Dịch liền dùng dị năng bao trùm cơ thể, khắp cơ thể được bao bọc bởi một lớp dị năng không gian, anh cảm nhận và thầm nghĩ, bao trùm dị năng khắp cơ thể, tốc độ của mình có thể tăng gấp 2 lần so với ngày trước, dùng vũ khí cận chiến cũng chắc tay hơn, tốc độ nhanh hơn thì chạy trốn cũng chắc chắn hơn. Trương Dịch liền ngừng sử dụng dị năng, anh nắm chặt hai tay một cách quyết đoán, tuy chức năng dị năng của mình nhìn có vẻ đơn giản, nhưng lại có tiềm lực mở vô hạn. Đột nhiên bụng cậu phát ra âm thanh đói đói sau khi sử dụng dị năng thì năng lượng của trương dịch tiêu hao nhanh hơn rất nhiều khiến cho cậu cảm thấy đói nhanh cậu liền lấy đồ ăn nhanh trong dị năng không gian ra ngoài cậu liền ăn để bổ sung năng lượng cậu thẩm nghĩ tuy năng lực vừa mới được phát hiện ra khiến người khác rất kinh ngạc nhưng đồng thời cũng tiêu hao rất nhiều năng lượng trương dịch sau đó liền bổ sung một chút sô cô la anh nghĩ sức mạnh đến từ tế bào mình cũng là thực vật quang hợp chỉ có thể lấy sức mạnh qua thức ăn thôi trương dịch liền ngồi xuống ăn uống cho tiện hơn anh nói, dự đoán dựa trên tình hình của mình thì cho dù là dị nhân cũng cần ăn thức ăn để bổ sung năng lượng. Nói cách khác, đó chính là những người như mình dù có mạnh hơn nữa, nếu ăn không no cũng không có đủ điều kiện, không đủ sức mà sử dụng dị năng. Trương Dịch vừa nói vừa tự cười tán dương bản thân, anh cười lớn, anh thốt lên, nghĩ đến cuối cùng, nhân tố quyết định mạnh yếu của người dị năng lại vẫn là lượng đồ ăn. Trương Dịch nhếch mép liếm đồ ăn còn sót lại và khẳng khái nói, nếu như vậy thì chẳng phải là mình đã vô địch rồi sao trương dịch vươn đôi tay ra hai bên anh thở dài nói dù sao thì so lượng tiêu hao mình không thua bất kỳ ai cả chuyển cảnh tới sở tránh nạn dưới lòng đất của danh trai phòng vệ tây sơn có một người đàn ông nói vấn đề nguồn năng lượng của căn cứ vẫn không dễ giải quyết sao cô trợ lý liền cầm hồ sơ thông tin trên tay và đáp thủ lĩnh liên quan đến những thông tin được nhận lúc trước chúng tôi đã điều tra ra kết quả rồi Cô gái này đưa những thông tin cho ông chú kia và nói. Phần lớn địa chỉ gửi những tin tức này là từ biệt thự số 101 trang viên Vân Lan khu Lộ Giang. Nhưng trong đó có một tin tức đến từ điện thoại của Lục Phong Đạt, Chủ tịch của Kỹ thuật Chí Vân, địa chỉ IP ở số 302 trang viên Vân Lan. Ông chú này liền nói thẳng, nói về chương dịch đã được nhắc đến trong dòng tin tức này cho tôi. Một ông chú ngầu lòi, với thêm cặp kính có đôi phần nguy hiểm, một tư thái của người học võ, có lẽ là một quan chức cấp cao nào đó đến đây thì cũng đã khép lại chapter của ngày hôm nay mọi người đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé chúc mọi người có những giây phút vui vẻ cảm ơn mọi người đã theo dõi